Đây là chương trình Sống Đúng Chánh Pháp, một nhu cầu cơ bản của đời sống. Mỹ Nhung Nhật Tú xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, Mỹ Nhung Nhật Tú cũng như Thượng Tọa Thích Viên Lý ở đây cùng anh Nhật Tường sẽ tiếp tục chia sẻ với quý khán thính giả về những lý thuyết cơ bản của Đạo Phật. Và hy vọng rằng qua sự chia sẻ này, chúng tôi hy vọng quý khán giả có thể hiểu biết thêm về Đạo Phật một cách rõ ràng hơn. Bạch Thầy, tuần trước Thầy có nói rằng Phật có giảng rằng người có chánh nghiệp không những mang lại lợi ích cho bản thân mình mà còn có thể mang lại ích lợi cho xã hội nhân loại. Và theo Hội Nông Lương của Liên Hiệp Quốc thì ngành nông nghiệp đã thải ra rất là nhiều khí thải không tốt, tương đương với tháng khí, và khoảng 80% nhiều hơn so với ngành vận tải như là phi cơ, xe tải chẳng hạn. Và ngoài ra, ngành nông nghiệp còn mang lại rất là nhiều sự hư hại cho đất đai cũng như là làm ô nhiễm nguồn nước. Vậy thì người Phật tử ăn chay, ngoài việc mang lại sự tốt đẹp cho môi trường, ngoài ra việc ăn chay còn mang lại mục đích gì khác nữa không, Bạch Thầy? Dạ, cảm ơn cô Nhật Linh, cái câu hỏi rất là quan trọng. Thì, thưa quý vị, cô Nhật Tú, thưa quý vị, cái việc ăn chay của người Phật tử theo đúng lời dạy của Đức Phật, thì ngồi cái việc tránh được những cái sát nghiệp, không bị vướng vào những cái quả báo phải đọa xuống những cái cảnh giới như là địa ngục hay là những cái cảnh giới đau khổ, thì bên cạnh đó còn có một cái yếu tố rất là quan trọng khác, đó là mình nuôi dưỡng, mình phát triển cái tâm từ bi của chúng ta. Do cái tâm từ bi mà chúng ta không có sát hại sinh vật, chúng ta tập ăn chay, chứ không phải ăn chay để mình vì cái sắc đẹp hay là vì cái sức khỏe hay là vì cái phước đức cho riêng bản thân mình, mà cái lòng từ bi nó mở rộng đến vô giới hạn. Và cái mục đích của sự ăn chay là để nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Đây là một cái nhân tố có thể nói rằng là cốt lõi trong cái vấn đề ăn chay, thưa cô. Dạ. Kính bạch Thượng Tọa, Thượng Tọa mới vừa nhắc qua là ăn chay để trưởng dưỡng cái lòng từ bi của mình và cũng là bớt đi cái sát nghiệp. Và con thường nghe Thượng Tọa giảng rằng là nghiệp quả sở thi thành nan đào tỳ, thì những cái người mà tạo nhiều cái sát nghiệp trong cái đời sống này, qua có thể là vì cái sự vui thích của họ như là săn bắn, hoặc là vì cái sự mà thích ăn của họ như là đập đầu con này con kia, cắt cổ này cổ nọ, thì chắc chắn là đã tạo một cái nghiệp. Như vậy thì khi nghe qua chương trình này thì người đó chợt nghĩ ra là mình đã tạo tội rồi, thì phải làm sao sám hối, và sám hối như thế nào để tiêu nghiệp và từ ngày trở lên không còn tạo sát nghiệp nữa. Cảm ơn anh Nhật Tường. Cái nghĩa của hai chữ sám hối đó nghĩa là mình ăn năn, mình thống hối về những cái điều mà mình đã tạo ra, chẳng hạn như là giết người, cướp của, vân vân, mục đích để thỏa mãn cái khẩu vị của mình, cho nên mình tìm đủ cái món ngon vật lạ mà mình không có quan tâm đến cái sự tổn hại của cái tâm từ bi. Cái đó là cái điều mà nó hoàn toàn trái lại với cái lương tâm của một người Phật tử. Cho nên chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ sự sống, và qua đó cái hành động cụ thể là chúng ta phát tâm ăn chay. Nếu mà chúng ta đã quen với cái chuyện sát sanh hại vật thì chúng ta cần phải sám hối, tức là chúng ta ăn năn thống hối những cái việc ác mà chúng ta đã tạo, và chúng ta quyết tâm không để cho những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ nó tái diễn dù chỉ là một lần. Thành cái ý nghĩa đích thực của cái sự sám hối đó, tức là sám tiền kỳ khiên mà hối thì hối hậu kỳ quá. Thành thực ra những ai mà đã
lỡ tạo những cái ác nghiệp thì cần phải ai cầu sám hối, sám hối với tất cả cái năng lực thanh tịnh, sám hối với tất cả cái sự thành tâm và với tất cả cái phương pháp sám hối mà trong kinh gọi là như pháp sám hối. Dạ kính bạch thượng tọa, Nhật Tú có muốn hỏi gì không? Dạ, con cũng có một câu hỏi tương đương giống như những cái gì mà anh Nhật Tường hồi nãy đã hỏi thầy, và con muốn mở rộng thêm về cái vấn đề mà về cái sự mà tham dục. Giống như Đức Phật có nói rằng muốn thoát khỏi khổ não, phiền não thì chúng ta cần loại bỏ tham dục. Vậy thì nếu người Phật tử muốn làm giàu, điều đó có bị phạm giới không vậy bạch thầy? Dạ, cảm ơn cô Nhật Tú. Đức Phật dạy chúng ta đừng có tham lam và đừng để cái sự tham dục nó chi phối cuộc đời của mình. Bởi vì chúng ta ý thức rất rõ là cái sự khổ đau phiền não xuất phát từ tham dục. Cho nên vấn đề ở đây là chúng ta cố gắng đoạn trừ tham dục để giải thoát sự khổ đau cho mình và cho tất cả muôn loài. Thì Đức Phật dạy chúng ta là đoạn trừ những cái tham dục, nhưng mà Ngài không cấm chúng ta làm giàu. Miễn cái sự làm giàu của chúng ta không khai thác trên cái sự khổ đau của người và vật. Nhưng mà chúng ta cũng ý thức rằng nếu mà chúng ta chỉ biết làm giàu, chỉ tích lũy của cải mà chúng ta không có phát tâm bố thí, không phát tâm cúng dường, khi mà cái phước hết rồi đó, thì dù chúng ta có sở hữu cả hàng tỷ bạc, cái sự khổ đau đối với bản thân của chúng ta nó không phải vì cái số tiền mà chúng ta sở hữu mà nó giảm thiểu. Người xưa thường bảo là có đức mặc sức mà ăn. Đúng vậy, dù chúng ta có tỷ phú nhưng mà chúng ta không có phước đức, có thể chúng ta mắc một cái chứng bệnh nghiêm trọng nào đó, chúng ta thấy những cái đồ ăn chúng ta rất là thèm khát như là một cái loại ngạ quỷ, quỷ đói mà có tiền chúng ta cũng không dám ăn. Chúng ta ngồi trên một chiếc xe hơi rất là sang trọng, ở trong một cái tòa lâu đài rất là sang cả, nhưng mà tất cả những cái vật chất của cái nó không mang lại cái sự hạnh phúc an lạc đích thực cho mình và cho người. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải hạn chế và triệt tiêu cái lòng tham lam, sân hận, si mê. Nhưng mà Ngài không cấm chúng ta làm giàu để vừa giúp cho xã hội nhân loại mà còn giúp cho chính mình, bởi vì chúng ta không muốn biến mình trở thành một cái gánh nặng của xã hội, mà muốn bố thí thì phải có tiền, phải có tiền của, nếu mà không có tiền của thì chúng ta không thể bố thí được, trừ cái trường hợp pháp thí và vô ý thí. Nhưng mà pháp thí và vô ý thí cũng có những cái vốn liếng có liên hệ đến nó thì chúng ta mới bố thí được. Dạ, tức là mình muốn duy trì được cái sự coi như là cái sự sống của mình đủ theo tinh thần của đạo Phật thì mình phải, tức là mình phải bố thí, kính bạch thầy. Nhưng mà cũng có quan niệm rằng là có nhiều người bố thí thì họ chỉ nghĩ là được cái sự mà hưởng lợi của cái sự bố thí đó. Như vậy thì cái sự bố thí đó với cái sự bố thí mà là chỉ vì đạo pháp, vì cái sự trường tồn, vì lòng từ bi, xin thầy có thể nói rõ hai cái sự bố thí đó khác nhau như thế. Cái nghĩa bố thí của đạo Phật nó đặt trên cái căn bản của ba la mật, tức là cái pháp hạnh bố thí đó phải đúng với cái tinh thần ba la mật. Ba la mật ở đây là gì? Giữa cái người bố thí, cái vật được mang ra bố thí và cái người nhận lãnh cái của bố thí, cả ba đều bình đẳng, rỗng lặng. Nếu mà chúng ta chấp mình là cái người đang làm cái công việc thi ân, người kia là cái người mà đã thọ nhận cái ân mà mình đã ban phát, thì như vậy chúng ta sẽ không có được một chút công đức nào trong cái việc bố thí của chúng ta. Cho nên bố thí ở đây là vì cái tâm từ bi mà chúng ta bố thí, chứ không phải để được tiếng khen, không phải để được cái lời cảm ơn, không phải để được người ta nghĩ đến mình, người ta ca ngợi mình. Thật sự ra cái ý nghĩa bố thí ở đây nó vượt qua tất cả những cái ý nghĩa bố thí mà người đời thường quan niệm. Cho nên là bố thí là tốt nhất là vì lòng từ bi,
chứ không phải là vì bố thí mà để cho được tôi có giàu. Vâng, dạ. Và hồi nãy thầy mới nhắc là tài thí, giàu vô và pháp thí. Xin thầy có thể khai thác thêm chút đỉnh về cái đó. Tài thí tức là chúng ta bố thí về tài sản, nó bao gồm cả thuốc men, cơm áo vân vân, thì nó có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là thuốc men, cơm áo, vật chất. Nội tài là chúng ta bố thí những cái lá gan, những cái lá thận, những cái buồng phổi của chúng ta, trong chính cơ thể của chúng ta. Còn pháp thí là chúng ta giúp cho họ những cái phương pháp để từ đó họ tu tập và họ giải thoát được cái sự khổ đau. Vô ý thí tức là chúng ta tạo những cái điều kiện giúp cho họ không còn những cái ám ảnh bởi những cái nỗi sợ hãi vì lý do này hay là lý do khác. Thiệt là hấp dẫn. Cảm ơn thầy rất nhiều. Con nghĩ là thông qua cái sự chia sẻ này, người khán giả, quý khán thính giả ở đây có thể hiểu rất nhiều về đạo Phật cũng như là việc bố thí có mang lại ích cho họ hay không, hay đó là một cái quan niệm sai nếu họ chỉ muốn bố thí để được làm giàu. Và con biết là thầy cũng đã từng chia sẻ với quý khán thính giả ở chương trình về vấn đề bát chánh đạo. Thầy đã từng chia sẻ qua chúng ta phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. Vậy thì sau chánh nghiệp còn chánh gì nữa vậy bạch thầy? Bạch thầy, chắc có lẽ là mình phải thầy tạm dừng cái ý đó để mà chờ xin quý vị quan hệ đừng gọi khởi máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Cảm ơn.